Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến chết, không truy tố người cha đồng phạm tội giết người. Nguồn thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho hay, đơn vị vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án bé gái NTVA bị bạo hành đến chết và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố hai bị can liên quan. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đề nghị truy tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội giết người và hành hạ người khác. Công an giữ nguyên quan điểm về đề nghị truy tố Nguyễn Kim Trung Thái về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Trước đó, tại phiên xét xử sơ thẩm trung tuần tháng 7 vừa qua, tòa gia đình và người chưa thành niên thuộc tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, bởi lẽ các luật sư bảo vệ người bị hại đề nghị hội đồng xét xử xác định tỷ lệ thương tích của cháu VA vào các ngày 7, 10 và 12 tháng 12, nhằm xem xét xử lý các bị cáo hành vi cố ý gây thương tích. Bên cạnh đó, các luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét và xác định Thái đồng phạm tội danh giết người với bị cáo Trang. Các luật sư cũng kiến nghị thay đổi thẩm quyền xét xử sang tòa hình sự. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử đánh giá việc chuyển thẩm quyền xét xử sang tòa hình sự là không đúng, bởi nạn nhân trong vụ án là bé 8 tuổi, nạn nhân bạo hành là thuộc thẩm quyền xét xử tòa gia đình và người chưa thành niên. Tuy nhiên, hội đồng xét xử nhận định việc giám định thương tích của bị hại trong các ngày 7 tháng 10 và 12 tháng 12, 2021 chưa được thực hiện. Các yêu cầu của luật sư là chính đáng. Việc xem xét bị cáo Thái có đồng phạm tội giết người hay không cần phải điều tra lại. Do đó, hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Được biết, quá trình điều tra bổ sung, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kỹ lưỡng từng bước theo quy định pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành điều tra bổ sung, giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của cháu VA với các thương tích bị gây ra vào các ngày 7, 10, 12 theo nội dung thông tư số 22 ngày 28 tháng 8 của Bộ Y tế về quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định phần trăm tâm thần. Tuy nhiên, ngày 26 tháng 8, Phân viện Khoa học Hình sự Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh đã có trả lời từ chối thực hiện giám định thương tích của bị hại VA trong các ngày 7, 10 và 12 tháng 12 2021 với lý do là hồ sơ bệnh án của bị hại VA tại bệnh viện Vinmec, quận Bình Thạnh không thể hiện thương tích gây ra trong các ngày nói trên.